Ok, hello mọi người, lại là Pam đây. Như mọi người chắc chắn là đã biết thì cái đợt này nước mình đang có tình trạng Covid quay trở lại khá là nặng nề. Cho nên là bọn mình đều đang được ở nhà để học online, và mình tin là mọi người cũng đang đều ở nhà hoặc là tránh đi ra ngoài khi không cần thiết. Vậy thì trong cái đợt ở nhà lần này, vì cũng là gần Tết rồi, cho nên là thay vì chỉ học online suốt ngày và có một cuộc sống như năm ngoái ấy, thì mình quyết định là mình sẽ làm cái gì đấy vui vui hơn một chút, và mình muốn cho mọi người xem. Thì trong cái đợt nghỉ Covid năm nay thì mình quyết định làm một cái online food tour. Bởi vì năm ngoái mình nhớ là mình cứ lên Instagram xong rồi lướt mấy cái đồ ăn ấy, xong rồi là mình sẽ cho vào một cái list, xong rồi mình sẽ bảo bọn bạn mình là ê, bao giờ hết dịch thì đi đi, xong rồi chờ 2-3 tháng không được đi. Bây giờ mình nhớ là mình đã từng lưu rất là nhiều những cái tài khoản Instagram mà bán đồ ăn rất là ngon ấy, trông rất là ngon. Vì cái đợt này mình chỉ ngồi ở nhà thôi, và bởi vì là bình thường nếu mà có thể ra ngoài đi ăn thì mình sẽ không bao giờ order trên mạng ấy. Thế cho nên là vì bây giờ phải ở nhà thì cái việc ở nhà đó là một cái lý do rất là hoàn hảo để mà mình ăn thử những cái địa điểm food tour online này. Đấy, thì trong cái tuần này mỗi ngày mình sẽ đặt một món ở một chỗ khác nhau, và sẽ có cả món mặn, cả món ngọt, cả đồ uống, các thứ. Thì mình sẽ review cho mọi người nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với thứ ba, chính là ngày hôm nay. Lý do là bởi vì thứ hai hôm qua mình bắt đầu nghĩ ra ý tưởng này nên là quyết định là thứ ba sẽ làm luôn. Cho món ăn của ngày thứ hai thì mình đã quyết định đi với đồ ngọt. Lý do là bởi vì mình có một cái chỗ này trên Instagram mà mình đã cũng theo dõi khá là lâu rồi ấy. Đấy, và cái chỗ này có tên là Soul Sweet. Đây, chỗ này bán cả bánh và đồ uống nhá. Trông đều rất là đẹp. Kiểu mình rất là thích cái việc mà họ làm trà sữa xong rồi họ cho vào lon ấy. Đấy, nhìn nó rất là độc đáo. Thật ra mình cũng không hiểu tại sao, bởi vì nếu mà mọi người muốn lon thì mọi người để sẵn sàng ra siêu thị mua Coca, nhưng mà mình thấy cái này trông rất là gọi là trông giống mấy cái ảnh Hàn Quốc mà nó chụp trên Pinterest ấy. Đấy, trông rất là hay. Đây mọi người nhìn. Đây là bánh nhá. Còn đồ ăn đồ uống thì đây. Trông rất là xinh luôn. Đấy, thì hôm nay mình có gọi ship về đây và mình đã vừa nhận được đồ ship rồi này. Một bánh và một đồ uống. Ta-da! Ôi, nó tối hết cả mặt. Đây cho mọi người xem. Đây là bánh và đây là đồ uống. Thì nói thật là mình hơi không thích cái việc mà mình phải dùng đến hai cái túi bóng ấy. Bởi vì là hai cái này thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể cho vào một túi được. Nhưng mà mình cũng đoán được cái ý tốt của chủ shop thôi, cũng là muốn kiểu cái đồ uống lạnh thì nó sẽ không chảy nước ra cái bánh ấy. Thì mình nghĩ là chủ shop có ý tốt ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cho vào một túi thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì thật ra là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến nhau lắm. Nếu như mà có một cái túi nào đấy mà như là kiểu túi giấy hoặc gì đấy mà nó cứng cáp hơn ấy thì có lẽ là được. Nhưng mà nói chung là mình cũng hiểu được cái ý của chủ shop là không muốn nó đổ vào nhau thôi, cho nên là mình cũng không có gì nhiều để nói về cái vấn đề này ấy. Đấy là cũng là bởi vì nó đến tay mình rồi, nó an toàn, nên là mình có thể nói là mình sẽ thích hơn nếu mà có một túi. Thế nhưng mà nói thật thì chủ shop cũng không biết là trên đường vận chuyển nó sẽ có những vấn đề gì, cho nên là mình hoàn toàn hiểu được cái đấy. Dù vậy thì mình vẫn mong là sẽ có một cái giải pháp gì đấy cho cái này, bởi vì hai cái túi bóng này thì mình có thể tái chế được, nhưng mà nếu như mà dùng một cái thì nó cũng sẽ đỡ hơn và nó sẽ tiết kiệm hơn cho cả shop nữa. Đấy, nhưng mà nhìn chung thì đồ ăn và đồ uống được gói rất là xinh luôn. Đây là, mình sẽ cho xem từng thứ một không đổ đấy. Đây là cái lon đồ uống của mình này. Thì đây chính là trà sữa, lục trà sữa nhà, nó là jasmine milk tea. Mình chưa uống thử nên là tí nữa mình sẽ review cho mọi người xem. Còn đây là bánh. Thì hôm nay mình đã đặt ôi, mình sợ đổ lắm. Thôi mọi người ơi, để mình quay ở trên cái bàn này nhá. Đấy, thì hôm nay mình đặt Oreo cheesecake. Và mình đã nhận được, không phải, mình đã đọc được khá nhiều feedback ở trên cái
Instagram của cái shop này, cho nên là mình nghĩ là mọi người khá là thích bánh ở đây, cho nên mình cũng muốn ăn thử xem. Mặc dù là Oreo cheesecake là một cái mà cũng khá là dễ làm, nhưng mà mình nghĩ là shop có một cái phương pháp gì đấy làm ngon hơn mọi người khác, bởi vì mình thấy rất là nhiều feedback tốt về bánh của shop ấy. Đấy, bây giờ sẽ cho mọi người xem kỹ hơn nhé. Nó có hơi ngọt một chút, thế nhưng mà mình thấy phần đấy khá là ngon. Với cả cái phần cốt ở giữa ấy, mình cũng thích cái gọi là cái kết cấu của cái phần đấy. Mình thấy hơi ngọt một chút thôi, nhưng mà nó lại bù lại cho cái này, vì cái này cái trà sữa lại không bị ngọt tí nào luôn. Cái trà sữa thì lại rất là vừa nhá. Mình thấy mình cực kỳ thích trà sữa, vì cái trà sữa kiểu ngọt vừa phải ấy. Nếu lần sau mình đặt, chắc là mình đặt phải 2-3 cái lon này uống dần dần. Nhưng mà sợ tan đá thôi. Ok, đến với món ăn của ngày hôm nay thì chúng mình có hai món mặn. Thứ nhất là một hộp gà rán của CC Box và một hộp cheese balls cũng là của CC Box. Thì hôm nay mình gọi cái món này cũng tầm chiều chiều ấy, bây giờ đang là 5 giờ chiều. Và mình cũng gọi hơi muộn, bởi vì tức là kiểu cái ca ship của người ta sớm nhất buổi chiều là 4:30 ấy. Cho nên là mình nghĩ là kiểu cái tầm này học xong thì cũng hay đói, nên là mình gọi về cho mình và em trai ăn luôn. Đấy, thì mình có gọi một cái box gà sốt BBQ, và mình nghĩ là người ta cho thêm 2 lọ sốt. Người ta cho thêm 2 lọ sốt, và mình sẽ phải đổ nó vào cái khay gà này. Đấy, còn cái cheese ball này thì cứ ăn trực tiếp thôi, người ta có cho thêm cả sốt chấm nữa. Cũng nhắc lại là mình cũng hơi thấy đang sử dụng hơi nhiều hộp nhựa ấy. Mình nhận được tổng cộng 5 cái hộp nhựa liền. Nhưng mà thật ra cũng bởi vì ban đầu mình không bảo họ là không cần nhiều sốt đến thế. Mình nghĩ là tương cà với cả tương ớt thì ở nhà mình dùng được, cho nên là chắc lần sau phải nhắc trước, nếu không người ta lại mất công người ta đóng vào. Đấy, còn cái sốt BBQ thì người ta phải đưa hẳn 2 hộp, bởi vì là phải đổ hết cái box gà này mà. Cái chỗ này thì nó ở Kim Mã, và nó cũng là kiểu online food shop ấy. Thì mình tìm được nó trên Instagram, nên mọi người chờ một tí mình đi lấy. Đấy, thì thật ra là mình cũng xem được cái chỗ này trên Instagram lâu rồi, nhưng mà cũng chưa bao giờ có dịp thử ấy. Bởi vì mấy lần mà bọn mình kiểu mấy đứa gái sang nhà ấy, thì đều gọi cái chỗ Korea Box 199 mấy. Nói chung là cái chỗ kiểu chuyên gà Hàn Quốc ấy, thì mình thấy cái chỗ đấy ok, nên là bình thường quen thì vẫn gọi là ăn, bởi vì biết là sẽ ngon ấy. Còn cũng ngại thử chỗ mới, bởi vì là lâu lắm mới đến nhà nhau một lần, cho nên là cũng không muốn kiểu ăn phải cái gì mà mình không thích ấy. Đây, thì đây là cái chỗ mà mình đặt hôm nay, thì nó là CC Box. Có những cái món kiểu gà rán đủ các kiểu, với cheese ball, nói chung là các bạn bán cái box gà ấy. Thì mình nghĩ là cái này bình thường thì có thể gọi về ăn buổi trưa được với nhau, kiểu bạn bè tụ tập các thứ. Đấy, còn hôm nay mình chỉ ăn thử, và mình cũng gọi ít ý, bởi vì là tầm chiều này thì cũng nhà mình ăn tối thì cũng hơi muộn, cho nên là cũng không sợ no đâu, nhưng mà cũng không muốn gọi là ăn mất hết bữa tối. Đấy, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải đổ cái sốt BBQ này vào cái hộp gà này. Đây, mình sẽ cho mọi người xem nhá. Ui, đây, camera để góc này thật ra cũng không biết đường nào một lần đâu, nhưng mà thôi đành vậy mọi người ạ. Ngửi cái đã. Ui, có vẻ mình không biết là có cay hay không ấy. Sợ đồ mà nhiều quá nó lại cay. Mình đổ cứ không đều, nó cứ chảy hết xuống dưới.
Nói thật mọi người chứ mình kiểu đổ sốt gà cứ bị tệ ấy. Kiểu rất là thiếu cái kỹ năng đổ sốt gà như nào mà trông nó ngon ấy. Đấy, mình vừa nhận ra điều đấy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào. Ôi mình vừa làm rớt cái tóc lên trên phô mai. Chúng ta cùng ăn thử nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cheese balls. Vì gà sẽ hơi no đấy, cho nên mình sẽ bắt đầu với thứ nhẹ nhàng trước. Đây, mình thích cái sốt trắng trắng này này. Đấy. Còn lại là mình thì thấy mấy cái sốt đỏ đỏ cũng bình thường lắm. Mình thích nhất hai loại sốt, thứ nhất là sốt phô mai và thứ hai là sốt trắng này. Thật ra thì phô mai lúc mình thấy nó không giòn cho lắm ấy. Chắc là bởi vì có lẽ là shop làm cũng lâu rồi xong mới ship ấy. Thấy không? Gà mình thấy ok. Nó cũng như là gà mà bình thường mình sẽ ăn ấy. Như kiểu gà ở KFC các thứ thôi. Nhưng mà được cái là một hộp này thì được nhiều hơn ở KFC, mình nghĩ là giá chia ra thì sẽ rẻ hơn. Mình thì mình thích cái cheese ball hơn bởi vì là mình thấy vị của nó kiểu có phần độc đáo hơn ấy. Đấy, còn gà thì mình thấy ăn được. Và nhìn chung là nó cũng không khác gì mấy so với những cái gà rán mà có thể mua ở bên ngoài ấy. Chào mọi người trở lại với review của ngày thứ 5. Thì hôm nay mình, như hôm qua mình đã bảo mọi người là hôm nay mình sẽ đặt món ngọt đấy. Nhưng mà mình lại tìm được cái chỗ này mà mình lần trước mình thấy quảng cáo trên Instagram một lần, hoặc là Facebook gì đấy. Nói chung là mình thấy quảng cáo, à mình nhớ rồi, đó là quảng cáo trên Hà Nội Massive ấy. Thì mình đã quyết định là lên trang Instagram người ta xem. Và kiểu mình mới xem thì nhận ra là họ chỉ làm online từ thứ hai đến thứ năm thôi ấy. Xong rồi là từ thứ sáu thứ bảy thì họ lại làm pop-up offline store, nên là mình mới quyết định là mình sẽ đổi cái này sang ngày thứ năm và ngày mai thì mình sẽ thử đồ ngọt. Ok, thế thì cái chỗ mà mình review hôm nay là đây là Good Time ấy. Đây cho mọi người xem. Thì chỗ này chuyên bán burger và đợt này thì họ chỉ có mỗi một menu, chỉ có một món đấy là double cheese. Còn mình xem Instagram thì mình cũng thấy có một số món nữa, một số món burger nữa. Nhưng mà đợt này thì không hiểu sao mà chỉ có một món thôi. Đấy, thì ok, bởi vì double cheese cũng là cái món mình thích ấy. Thì mình mới gọi cái đấy về. Thì đây là món burger ở chỗ đấy. Ban đầu thì lúc mà mình xem thấy quảng cáo trên Hà Nội Massive, xong rồi cũng có kiểu nhiều người nước ngoài vào comment là đã ăn thử rồi và thấy ngon các thứ ấy. Thì mình nghĩ là đây là kiểu mấy cái, mọi người biết mấy cái hàng burger mà kiểu hay bán ở người nước ngoài ấy. Như kiểu là trên Hà Nội cái gì nhỉ? À, American Club trên phố ấy. Thì hồi trước mình cũng có ăn thử burger ở American Club và burger ở đấy khá là đắt. Hình như là 150.000 một cái. Cũng to vừa vừa thôi, nhưng mà vỏ bánh rất là căng và nói chung là vị ok, vị rất là ngon. Đấy, thì mình, cái loại burger mình thích nhất lúc nào cũng là burger bò ấy. Và mỗi chỗ là một kiểu, nói chung là tùy từ mức giá khác nhau và nó sẽ có những cái chất lượng khác nhau. Thì cái burger này của mình giá là, đây, cái này thì giá là 110.000. Thì về hình thức thì mình thấy nó cũng khá là bình thường so với giá tiền ấy. Bởi vì mình đã từng ăn một cái 150.000 American Club. Và hình thức của cái đấy thì rất là công phu ấy. Họ còn, nói chung là cái vỏ bánh nó rất là căng này. Xong rồi là mọi cái layer trong cái burger nó đều rất là, nói chung là nhìn rất là ngon ấy. Đấy, xong rồi là cái burger nó cũng dày kiểu chừng này ấy, rất là khó cắn cho nên là phải cắt ra ấy. Đấy, thì nói chung là về hình thức của cái này thì mình cũng thấy bình thường, nói chung là mình không có gì ấn tượng cả. Và
Vị thì mình chưa biết là như thế nào, nhưng mà mình lướt qua Instagram thì cũng có vẻ là bên này họ mới làm ấy, bởi vì mình thấy chưa có nhiều bài post từ rất là lâu. Đấy thì mình nói chung là mình cũng không biết là chỗ này thành lập từ bao giờ, mình nghĩ là một chỗ mới cho nên mình cũng muốn thử để ủng hộ. Đấy thì mình thấy là nếu mà 110.000 cho chất lượng thì mình sẽ thấy là giá đấy hơi mắc một chút, bởi vì là mình cũng đã kỳ vọng khá là nhiều hơn ấy. Đấy thì với cái mức giá 110.000 như thế, mình thì không biết là nguyên liệu nó như thế nào, có thể là họ dùng nguyên liệu rất là tốt, nhưng mà hình thức thì mình đánh giá hình thức thôi thì mình thấy 110.000 hơi đắt. À thế thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem. Mình thấy là mấy cái ảnh chụp bên trên đấy thì burger có rất là nhiều thịt và trông khá là ngon ấy. Ấy ảnh chụp trên Instagram ấy. Giờ thì mình nghĩ là mình hiểu tại sao giá nó lại đắt hơn burger bình thường mà mọi người mua được ở Lotteria các thứ. Bởi vì là phần thịt của nó khá là ngon nhá. Ít ra là cái của mình thấy phần thịt rất là ngon, ướp vừa phải, có vị ngọt nhưng mà nó không bị quá nhiều cái vị sốt ấy, mà nó mất vị thịt bò ấy. Và thịt bò khá là mềm, không bị dai, không bị cứng, không bị khô. Đấy, thịt bò ăn rất là ngon. Còn phần phô mai cũng vừa đủ thôi, phô mai không kiểu nặc mùi sữa ở trong bánh ấy. Đấy. Phần bánh mì thì mình nghĩ là có thể làm cho nó phồng lên một chút thì mình sẽ thích hơn. Nhưng mà nói chung nhìn chung thì thịt rất là ngon. Và mình giờ thì mình nghĩ là không nên đánh giá một thứ qua hình thức. Còn một điểm tốt ở chỗ này nữa, đấy chính là dịch vụ. Kiểu dịch vụ trả lời DM trên Instagram các thứ rất là nhiệt tình ấy. Chủ shop rất là thân thiện này. Xong rồi cũng kiểu trả lời tin nhắn nhanh và kiểu hỗ trợ rất là nhiều ấy. Đấy, đóng gói thì cũng rất xinh nhá, đóng gói cho vào cái túi giấy màu đen như thế này, và xong rồi còn sử dụng cả cái loại hộp bã mía nữa. Hello mọi người, đến với ngày thứ 6. Hôm nay thì chúng ta có một món mặn. Hôm nay chúng ta có một món ngọt và mình siêu kiểu rất hóng được thử ấy, bởi vì cái chỗ này mình đã theo dõi cái khay bánh này rất là lâu trên Instagram rồi, nhưng mà kiểu chưa bao giờ có dịp để đặt đấy. Mà kiểu mọi người biết mà, kiểu buổi chiều đi học xong rồi đi học về xong rồi kiểu bụng rất là đói, xong rồi lướt trên Instagram toàn thấy mấy cái post đồ ăn ấy. Đấy, và đây chính là một ví dụ của những cái khoảnh khắc đấy đối với mình. Khay bánh siêu bự của Miu Tiramisu. À đây, để mình cho mọi người xem Instagram nhé. Bởi vì là hiện tại thì mình đang không biết là điện thoại của mình ở đâu, cho nên là mình sẽ chơi lớn và mình sẽ dùng iPad. Show bằng iPad, màn hình to cho mọi người dễ nhìn. Đây, đây chính là chỗ mà mình đã mua bánh hôm nay. Đây thì có rất là nhiều kiểu tiramisu này, xong rồi red velvet các thứ. Và mình không biết, mình thấy feedback ở chỗ này kiểu có vẻ tốt ý. Với cả là có cái loại khay bánh này á, có cái khay bánh kiểu như này này, và combo rất nhiều các loại bánh mình thích ý vào cùng một chỗ, là mình kiểu đấy là thứ mình muốn ý. Ok, để tiện cho việc nếm thử thì mình đã lấy bánh ra một cái đĩa bé đủ 5 loại luôn. Và mình thấy hơi có lỗi là mình lấy nó ra đĩa thì nó hơi lộn xộn ấy. Nhưng mà mình sẽ ăn thử và mình nghĩ là hai món mà mình sẽ thích nhất đấy là red velvet và phô mai bánh bông lan, phô mai tươi. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đầu tiên mình sẽ thử tiramisu trước vì nó gần tay mình nhất. Đây là trong hộp này thì mình giới thiệu với mọi người nhá, đây là tiramisu cacao. Có hai vị, một là vị cacao, vị thứ hai là vị matcha. Đấy, thì mình sẽ thử vị cacao trước, nó bị dính một ít red velvet vào đây. Ôi, tiramisu ngon quá.
Mọi người, mình hơi thích cái kem, kem của cái tiramisu này. Nó không hề ngọt, nó không kiểu bị đặc quá ấy. Có thích cái này quá. Bây giờ đến vẫn là tiramisu, mà tiramisu trà xanh, tiramisu matcha. Mình thì mình không nghĩ là mình sẽ thích matcha đâu, bởi vì là vốn dĩ mình cũng không thích vị matcha trên bánh lắm ấy, nhưng mà mẹ mình chắc chắn sẽ thích. Vị này cũng là giống với cacao. Đây, tiếp theo là bông lan trứng muối. Buổi sáng ấy mình ăn siêu nhiều bông lan trứng muối rồi. Mình thích vị bông lan trứng muối ở đây bởi vì nó có nhiều sốt. Mình cực kỳ thích bông lan trứng muối và nhiều sốt, với cả có nhiều phô mai đấy. Mình cũng rất là thích bông lan trứng muối, có nhiều sốt này, nhiều phô mai này, cốt bánh mềm. Và thật ra cứ có nhiều sốt là mình thích rồi. Mà cái này còn có vị mặn mặn nữa ấy, kiểu mình thì mình cũng không thích cái cốt bánh bông lan cho lắm ấy. Thế nên là mình khá là thích cái việc mà nó có nhiều kem, bởi vì nó át cái vị bánh bông lan đi, nên là mình mới thích như thế. Giờ đến bánh bông lan phô mai tươi. Siêu yêu bánh này luôn, mình ăn thử bánh này đúng một lần. Thực sự rất yêu bánh này ấy. Rồi có red velvet. Rồi mình đã đổi ý rồi. Bây giờ mình thích nhất là red velvet. Red velvet kiểu vị kem với cả vị bánh, mình không biết có một cái gì mà nó rất là cân bằng với nhau ấy. Kiểu cái kem nó không bị đặc, nó không bị ngọt nữa, và cái cốt bánh nó cũng thế, và nó còn có vị chua ấy. Mình thích nhất ở Red Velvet là cái vị chua của cái kem cheese đấy. Thật, mình cực kỳ thích cheese và cream cheese. Trong bông lan trứng muối cũng phải có cheese, mà trong các loại bánh mà có kem là cream cheese thì mình đều thích ấy. Nói chung là một hộp này đặt thì là 150.000, và mình nhớ là cái hồi xưa là mình xem thì hồi đấy shop còn có khuyến mại cho cả một chai trà gì nhở, trà hoa quả hay là trà gì đấy, mà bình thường bán với giá 20.000, nhưng mà nếu mua một combo thì nó chỉ có 5.000 đấy. Ui, cái combo này mà mua về nhà xong rồi để trong tủ lạnh chiều về ăn thì chắc là ăn mình nghĩ là sức ăn của mình thì nó sẽ hết hơi nhanh ấy. Mình cực kỳ thích đồ ngọt, nhưng mà cũng có thể chắc là để được tầm 2-3 ngày ấy. Đấy, mua hôm này về ăn nó mà đã miệng. Đấy, mình cũng nghĩ là mua một cái hộp bánh mà nó to như thế, nó có nhiều loại bánh thì ăn kiểu vừa thích vị nào thì mình mở ra ăn vị đấy, nó vừa đa dạng này, mà ăn như thế thì nó mới đã miệng ấy. Ok, đến đây thì cũng là kết thúc của video lần này rồi. Mình biết là food tour có hơi ít, kiểu chỉ có 2 món mặn và 2 món ngọt ấy, nhưng mà cả tuần nay mình cứ đặt đồ ăn về và nó thực sự vượt quá sức ăn của mình rồi. Mọi người biết là không nên đi food tour với mình vì mình ăn được rất là ít. Mỗi món mình chỉ được ăn được một tí này. Mình rất là thích ăn nhiều món khác nhau, nhưng mỗi món ăn được một tí là bắt đầu no. Thì là lúc nào đi cũng phải kiểu mấy đứa gọi một đồ để cho nó để dành bụng ấy, không là no chết mất. Rất hy vọng là mọi người đã thích xem cái food tour này của mình, mặc dù mình chỉ ngồi nhà xong rồi ăn xong rồi nói vào camera thôi, nhưng mà nó cũng là để xem là xung quanh chúng mình có thể là gần nhà mọi người hoặc là gần nhà mình có những cái loại đồ ăn gì mình có thể đặt về đấy, và cũng là một cách để ủng hộ các cái local businesses vào cái thời điểm như thế này. Mình rất mong là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe, giữ an toàn, chơi Tết vui, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.